Thưa quý vị, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4, tại đường tỉnh lộ 934B thuộc ấp Lâm Dầu, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tổ tuần tra 123 công an tỉnh Sóc Trăng vừa kịp thời bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên có hành vi mang hung khí tụ tập gây rối trật tự công cộng. Vào thời điểm trên, khi tổ tuần tra 123 đang tuần tra kiểm soát trên tuyến tỉnh lộ 934B thì phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô và mang theo dao tự chế chuẩn bị đi đánh nhau nên tổ tuần tra tiến hành bắt giữ năm đối tượng bao gồm Phan Huỳnh Minh Hiếu sinh năm 2009, Lâm Vĩnh Phú sinh năm 2009, Lê Minh Thuận sinh năm 1991, La Khang sinh năm 2006, cùng trú tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng và Thạch Huỳnh Minh Thuận sinh năm 2007, trú tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời tạm giữ 3 xe mô tô, 3 cây dao tự chế, bước đầu các đối tượng khai nhận, nhóm của các đối tượng gồm 11 người, trước đó hiếu có xảy ra mâu thuẫn với một đối tượng ở thị xã Vĩnh Châu nên hẹn đánh nhau ở thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề. Khi các đối tượng mang theo hung khí và tập trung ở địa điểm trên để đi đến địa điểm hẹn thì bị tổ tuần tra 123 phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được bàn giao cho công an địa phương xử lý theo quy định của pháp luật.